Và gần nhất tập trước chứ mình có nói là sẽ vẽ các bạn này đúng không nè? Ok, thì mình đã vẽ hồng, xanh nó biển, xanh lá cây với là vàng rồi. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ đỏ, cam, tím. Ok, đỏ, cam, tím, xanh lá cây nè. Đầu, tí. Để tôi xóa cái này đi đã. Tự nhiên nó ngoan ra đây vậy. Ok, Sonic. Tự nhiên nói cái từ Sonic còn nhớ cái tập trước. Ý đỏ hả? Này hồng quá. Đặt này. Ok, được rồi. Đúng rồi, bạn hồng, bạn đỏ đang bé, bạn hồng đang bé bạn đỏ. Vì hôm trước bạn đã đánh nhau nhiều quá vậy đau chân. Đi bệnh viện băng bó lại, lấy bột băng bó. Như thế thì vẽ luôn cả mặt. Ủa? Gì đấy? Trời ơi. Ủa, màu hồng luôn ta. À, đây 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 đây.
Nhân vật chính mèo Lucky, nghe là bạn bạn mèo Lucky là sao? Bà này phải có ông kỳ nè. Hôm nay Giang rất vui sướng là vì được cõng nè. Mình nghĩ chắc cái kiểu băng bó chân. Cái băng gạc phải là màu gì nhỉ? Cho cái băng gạc màu gì đó? Cái băng gạc màu này được.
Bạn gạt số này nè. Số màu đen. Ok. Nhưng mà tụi mình lại không có bộ quần áo. Tại sao tụi nó bộ quần áo suốt cũng được. Chỗ tại mày không được, ông nhẹ nhẹ. Và ông này sẽ cười tiếng gì các bạn biết không? No. Cầm ok. Ha ha, không được. Ê, cầm súng hả? Bộ cầm súng hả trời? Không, bà này đang đi dạo. Không được. Làm gì hả? Tối nè. Nhưng không được. Nhưng mà cái túi. Rồi. Đúng lên đây. Thank you.
cần là trong túi con này cầm cái súng. Thế rồi rút cái súng ra dã hội đen, chạy đi luôn. À, đừng có nói nhảm nữa. Ok. Xong con gấu. Xong cái túi. Có cần bàn trang trí thêm không? Đang mấy bạn kìa, đang bạn này. Đây có lẽ mình thấy cái này nó thiếu thiếu. Đôi giày. Đây sẽ đi đôi hôm nay trời đang mưa. Em mang cây dù. Em mang cây dù kiểu gì thế? Chắc tôi cái giường này nó hợp cái đúng không? Nào nhá. Không phải kiểu lên lẹo đây đâu. Cái này mình phải chọn màu thôi.
Ê, cái ô này hơi to nha. Bạn này thì mặc phải mặc áo mưa chứ ông màu xanh không thấy mặc áo mưa. Ông màu xanh lúc bệnh là màu xanh lúc bệnh thì chứ mặc áo mưa. Đau chân thì phải mang giày chứ đỡ đau chân chứ. Đã ngắt kết nối là sao? Những cái bút của tôi lại ngắt kết nối nhỉ? Nào 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 nào. Cần cam mày tím.
tím. Được rồi. Đi xếp là gì? À, áo mưa. Thì trời vẫn đang mưa. Mỗi bà kia đang cái thiếu cái túi thôi. Biết cái túi trong đây là cái gì không? Băng đúng không? Bột cái ấy để ấy làm vết thương cho ông này nè. Ok, giờ là màu áo. Ôi. Nhìn màu đẹp quá. Trong suốt nha. Áo mưa nào mà chả thế. Ok.
Đen 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 đen. À! Tự nhiên một đi. Ngoài cây. Xong áo mưa của bạn này. Cái áo mưa của bạn đỏ. Tôi không biết nó có trong xương này. Ủa, này là trùng màu rồi nè. Áo mưa của bạn xanh. Nhưng mà mưa của bạn trùng màu với bạn ấy hơi trùng màu thôi. Chị kỹ lại thì nhìn thấy nó không có trong suốt nhé. Trong suốt nhưng mà mọi tội là nó không bánh trang ướt chân. Hôm nay nữa ông không đi giết thì trẻ thôi kìa ông. Không mặc áo mưa là diễn được cái gieo. Ow. Đồng quá. Ok, tôi xong cái ô. Một thằng màu cam đau. À, tí vẽ nó sau. À, không, 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 không. Ui, ui, ui. Em... Ờ, nó có cái này thôi. 3 phút nữa hả? Mỗi một thằng không trong suốt là có thằng gì trong suốt là sao? Cái gì đang xảy ra trên này?
Tại sao trên phần đầu nó lại trắng suốt nhỉ? Còn bà này chắc chắn là không trắng suốt ạ. Ôi bà mà có mưa. Mời bà một cái hôm mưa, mời bà một cái tôi riêng. Mọi người phải đi ủng hộ. Cái ô mình không biết vẽ cái ô lên, mình chỉ vẽ thế thôi cho đơn giản. Thả lại cái lá này cũng được. Mình thấy trong bạn Rookie ấy, trong cái chỗ môn thể thao bạn ấy đang ấy, tại sao cái con ếch đấy nó lại dùng bằng cái lá cái gì mà thôi kệ, khó nói lắm, không nói được. Thằng cam đây nói hết chỗ của thằng cam rồi nha, nên là thằng cam sẽ làm gì đấy. Tất nhiên là ôm thằng đỏ để nâng lên, tại vì thằng cam sợ nước. Tất nhiên là chết rồi. Ủa, mình sẽ đánh đứa tay đấy, mình lại tay đấy. Mèo ơi, xuống cơm ăn con. Em cơm ạ. Ừ. Ok. Nó giống chiếc xe quá. Ê, con hồng này tóc xong mũi nha. Lân được hẳn hai đứa luôn. Kinh nha. Lân lên nữa thì mình đỡ sợ mà.
Ủa? Dùng cách này. Mày đang làm gì trên đây đây? Tao bảo mày đi xuống mà còn ở trên đây làm gì? Tao bảo mày đi xuống cơ mà. Ok. Con này rời đi. Thằng cam thì nó sợ nước nên nó bám bắt đầu thằng này. Thằng vàng quả chuối cũng đâu có sợ nước đâu. Thường thì về các bạn cứ hay giữ hoa quả là mà. Quá đúng, con sai cho mày. Ok, thì video của mình đã kết thúc rồi. Và tập 3 sẽ phát ngày lần sau. Bye. Và đừng quên đăng ký và subscribe cho mình.